Mình là kỹ sư hãm. Hôm nay mình sẽ xoay quanh cái chủ đề, cái vấn đề mà rất là nhiều người hỏi mình. Đó chính là sử dụng một chiếc xe mô tô phân khối lớn thì chi phí ước tính của nó khoảng bao nhiêu để có thể phù hợp sử dụng. Kế bên mình đây là chiếc Suzuki GXR 750 sản xuất năm 2008. Hiện nay nó đã được 10 tuổi đời rồi, năm nay năm 2018 rồi. Thì với 10 năm sử dụng, cái chi phí mà mình dành cho nó sẽ là bao nhiêu? Và với chiếc xe của mình sau 10 năm sử dụng, mình chạy được tổng cộng là 35.000 cây số. Thì có nghĩa là mình chia ra một năm mình chạy khoảng 3.500 cây số. Bạn, đó là một con số ít so với những cái bạn mà hay chạy những xe nhỏ. Tại vì sao? Vì mình chỉ sử dụng cho xe này để ở những mục đích đi tour, đi phượt hay đi chơi xa thôi. Ngoài ra là đi uống cà phê vòng vòng thành phố. Còn cái chuyện mà xách chiếc xe này mình đi làm hàng ngày, đi công việc hàng ngày hay gì đó thì mình không lựa chọn nó, tại vì nó không có phù hợp. Thứ nhất là nó cần càng, nó bự, nó nặng và nó nóng. Đấy, thì với cái con số 3.500 cây số một năm thì với 100 km thì mình bị chi cho nó khoảng 5 lít xăng. 5 lít xăng cứ cho theo tỷ giá 20.000 đi ha, thì là 100.000. Đấy, có nghĩa là cứ mỗi 1.000 đồng là 1 km. Thì 3.500 km một năm, tức là mình đã xài 3.500.000 tiền xăng một năm. Và với 3.500 cây số thì mình sẽ thay nhớt một lần kèm lọc nhớt. Thì một lần thay nhớt kèm lọc nhớt của mình xài Motul 300V và kèm bộ lọc nhớt. Thì xe này nó xài 2.8 với cái lọc nhớt nữa, thì tổng số tiền mình bỏ ra là 1.500.000. Vậy có nghĩa là nãy giờ tiền xăng đổ cho nó và tiền nhớt là 5.000.000 một năm. Đấy, đó là với người sử dụng ít. Thì ngoài ra những cái chi phí có thể phát sinh thêm nó nằm ở đâu? Thì sau 10 năm sử dụng thì bất cứ xe nào cũng vậy, ở Việt Nam mình á, cái vấn đề xăng nó rất là tệ. Thì trong xăng nó sẽ lẫn nhiều tạp chất, nó cặn bụi hay gì đó. Thì với 10 năm sử dụng thì cứ trung bình là khoảng 3 năm bạn phải thay một cái bơm xăng. Vì sao thay? Tại vì bên trong á, bên trong xăng của mình có nước, có bụi, có cát, nó sẽ làm rỉ cái bơm xăng của mình, nó sẽ làm giảm thể tích, nó sẽ gây ra hư hỏng và bơm không ngọt, chạy dần nó không có lên, thì mình sẽ phải thay. Thì một cái bơm xăng á thì nó thông thường nó tầm khoảng, bơm mới nó tầm khoảng gần 5.000.000, nhưng mình thường hay lựa chọn những cái bơm xăng xài nước sử dụng ở nước ngoài á, thì giá nó tầm khoảng 2.500.000 tới 3.000.000 một cái. Thì như vậy cứ cho nó khoảng 3.000.000 cái bơm xăng xài nước đi của nước ngoài, thì có nghĩa là 10 năm mình xài 3 cái, 1 cái 3.000.000, thì đại khái mỗi năm phải sẽ thêm 1.000.000. Đó, vậy có nghĩa là nãy giờ tính chi phí là 1 năm là khoảng 6.000.000 rồi đó. Thì còn cái gì phát sinh nữa? Phát sinh kế tiếp đó chính là cặp vỏ xe. Thì 3 năm chạy là khoảng 12.000 cây số. Thì đó là một khoảng thời gian bạn phải thay cặp vỏ trước sau. Thì một cặp vỏ trước sau mà dòng không phải là dòng đua mà dòng thông dụng có thể chạy được ổn định thì nó tầm khoảng 8.000.000 một cặp trước và sau. Thì 10 năm có nghĩa là mình xài hết 3 cặp. 3 cặp đó thì có nghĩa là 24.000.000. 24.000.000 thì có nghĩa là một năm mình cộng thêm 1.500.000 nữa đi. Đấy, phải ta? Không, một năm mình phải cộng thêm 2.500.000, đúng không? Nghĩa là mỗi năm mình phải cộng thêm 2.500.000 tiền vỏ. Thì hồi nãy số tiền nó đang là 6.000.000 và bây giờ thêm 2.500.000 nữa, nó là 8.500.000. Thì đã bao gồm xăng, nhớt, lọc nhớt, vỏ xe. Đấy, bây giờ những cái chi phí phát sinh khác ngoài đó, đầu tiên đó là vấn đề là mình cái thời gian đầu á, khoảng chừng 3 năm đầu á, thì mình rất là hay gọi là ngã xe. Ngã thì đơn giản thì ngồi lên xe đá trống không kỹ, ngã chạy, hoặc là chạy xe đang chạy thắng gấp quá trượt xe chạy, hoặc là bạn ngồi lên xe té chạy, mình cũng trả tiền ra đó. Thì
Thì sự mà nói ở những cái năm đầu tiên đó, cái chi phí mà sơn xe lại của mình đó, nó cao còn hơn cả cái chuyện mà mình bỏ tiền bao nhiêu rồi mà dành cho xe. Thì với trung bình đó, ở cái tiệm thợ sơn của mình á, thì chiếc xe của mình mỗi một năm ở những thời gian đầu đó, nó tốn khoảng 10 triệu, bao gồm là cứ là sơn dặm rồi, hoặc là nguyên dặm hết nguyên năm, rồi cuối cùng qua năm mới mình muốn sơn lại nguyên con. Thì đó, thì cứ cho như là bạn có kinh tế, tại vì thật ra xe này mình chạy á mà tự nhiên nhìn nó chầy xước, nó bị như thế này bị như thế kia rất là chán nản, nhìn nó sẽ mất giá trị chiếc xe, nên cứ chạy là mình phải sơn, và thậm chí một năm mình sẽ sơn lại nguyên con lần, mình chạy nhiều mà. Thì đó, thì chưa gì hết, nếu mà xài như mình á, thì mỗi một năm là mình đã tốn hết 18 triệu rưỡi, là thêm khoản chi phí sơn xe. Ngoài ra bạn còn phải tính đến trường hợp là bạn bị công an giao thông bắt một phạt nữa. Nếu như cái xe bạn zin hết thì có thể là bạn chỉ phải bị phạt những cái tội như là lâu lâu vượt đèn vàng, hay là rẽ không xi nhan hay gì đó, thì coi như nếu bạn may mắn thì một năm bạn chỉ tốn khoảng 1,5 triệu tiền công an phạt. Thì với một người sử dụng mà bình thường không có quậy phá nhiều, không có chạy nhiều, một năm 3.500 km và có chạy có sướng có té ở những năm đầu tiên, thì ở những cái năm đầu tiên thì chi phí cho một năm nên có là 20 triệu. Đấy, là 20 triệu, một con số 20 triệu, 20 triệu chia ra cho 12 tháng một năm, thì một tháng bạn bỏ ra cho nó chưa tới 2 triệu. Thì điều đó có nghĩa là gì? Điều đó có nghĩa là một người có một cái kinh tế một tháng đi làm khoảng chừng 8 triệu tới 10 triệu. Nếu bạn đã mua được con xe và mỗi tháng bạn được có lương như vậy, thì mỗi tháng bạn bỏ ra gần 2 triệu cho một chiếc xe thì nó là vẫn là hợp lý, bạn vẫn có thể sử dụng chiếc xe được. Đấy. Nhưng không ai mà để chiếc xe zin mà chạy hết. Thì lúc này nó bắt đầu nó sẽ phân qua cái thể loại bạn chơi nó ra làm sao. Có những người người ta chỉ chạy zin thôi, có nghĩa là những người đó là tốn kém nhất là nguyên chiếc xe đem về để zin hết từ A tới Z không gắn cái gì. Thì những người đó là chỉ có 20 triệu một năm. Đấy, đại khái như vậy những năm đầu. Còn với những người mà bắt đầu có mang tính là muốn đổ cái gì đó cho nó ngon vô, chẳng hạn như về là bắt đầu phải nào là thay bô độ nè, thay lọc gió độ, rồi thay những cái thiết bị điện tử canh xăng gió, thì chưa gì hết cái kit mà bô độ rồi xăng gió rồi chỉnh motor. Nếu mà một cái người mà ta đầu tư nguyên bộ bài bản thì 50 triệu là cái mà bạn phải bỏ ra cho nguyên cái set đó. Đó có nghĩa là những người mà chỉ mong muốn là tiến bộ nghe ok, rồi nghe lực máy mạnh chạy cọt ra mướt mướt ra hay gì đó thì là 50 triệu. Còn đối với những người mà theo kiểu giống như là kỹ sư hãm như là mình đó, thì mình không bao giờ mình bằng lòng với một chiếc xe mà mình sử dụng mà nó giống những người khác sử dụng. Mình á, cái thói quen của mình hay thích là mua cái dòng xe nào mà người khác ít sử dụng, và mình sẽ độ nó theo cái kiểu của mình. Nghĩa là người ta có thể không biết mặt mình, nhưng mà một khi mà nó nhìn thấy chiếc xe của mình á, thì người ta biết ngay rằng đó là xe của mình. Đấy, đấy là một cái phong cách độ mà từ xưa tới giờ mình vẫn tiếp tục phát huy nó. Thì sau một cái thời gian 10 năm độ như thế này, thì hiện giờ mình đã thay cho nó gần như là không còn cái gì mà của chính hãng nữa. Bây giờ cái xe những cái zin nó chỉ còn là chẳng hạn như là dàn áo zin, rồi mình mua thêm rất là nhiều đồ chơi như là ốp carbon hay là dè carbon, ốp sườn carbon, ốp bình xăng carbon, mình thay những cái món đồ đó cho nó nhẹ hơn, mình cho nó đẹp hơn. Đấy, ngoài ra mình thay thêm những cái hệ thống như là cùm côn, cùm thắng, công suất lớn hơn, hiệu quả lớn hơn, rồi dàn phục trước mình cũng thay của những cái dàn xe tốt hơn, mâm đĩa thắng heo các thứ. Mình thay nó để làm chi? Với mình á thì kinh tế của mình nó không có nhiều, do mình phải xử lý quá nhiều xe và cái công ăn việc làm của mình nó cũng bấp bênh, nó không ổn định, nó ngày nay mai đó, nghĩa là mình có cái gì mình kiếm ra tiền á thì mình sẽ kiếm bằng mọi cách, nhưng mà dĩ nhiên nó sẽ nằm trong phạm trù là pháp luật cho phép. Thì nào là mình đi sửa xe nè, nào mình đi biểu diễn kiếm cơm kiếm gạo, hay là mình cho thuê xe, mình làm đủ mọi thứ đó. Nói chung là cái đó là chuyện nãy giờ nó đang tốn thôi ha, mình chưa tới nói chuyện nó kiếm ra được bao nhiêu tiền cho mình, thì nói chút xíu nữa mình sẽ nói cho bạn biết. Rồi
độ các thứ. Thì nói chung là cái xe này độ tới thời điểm bây giờ thì số tiền mình bỏ ra cho nó cũng phải tầm cỡ 300 triệu đấy, cỡ đó, 300 triệu, 400 triệu, cỡ đó, mình không nhớ chính xác nữa, nhưng mà khoảng cỡ đó. Thì bây giờ mình nhân với 10 năm đi, có nghĩa là mỗi một năm chi phí cơ bản là khoảng 20 triệu, nhân lên cho 10 năm thì mình có tốn khoảng 200 triệu tiền sử dụng bảo dưỡng xăng dầu nhớt các thứ cho nó. Và 200 triệu đó cộng với 300 triệu tiền độ thì có nghĩa là một người xài maximum như mình á, thì có nghĩa là khi mua con xe này hồi đó là nó mua 23.000 đô, thì đô lúc đó nó cũng rẻ, là nó không được tới 500 triệu đâu, nó gần 500 triệu thôi. Thì với cái 500 triệu mình bỏ ra thêm nữa cả về chi phí sử dụng, thì có nghĩa là sau 10 năm mình đã tốn 1 tỷ cho nó. Và hiện giờ xe mình nó sẽ bán được nhiêu? Thì thật sự mà nói với xe của mình hiện giờ, nếu mà đã một cái xe mà có niên hạn 10 năm, mình chính chủ sử dụng, một chủ sử dụng đi, thì bây giờ giá cho nó coi có cao nhất đi chăng nữa thì cái xác xe không người ta bán nó chỉ khoảng cỡ 250 triệu, còn tiền đồ chơi người ta bán chắc cũng full này, người ta cũng chỉ nhận chắc cũng 250 triệu thôi, có nghĩa là chưa gì hết là bạn lỗ nửa giá đi chẳng hạn vậy, thì cho như là xe này còn 400 triệu đi đó, 300 mấy, 400 triệu đi. Thì có khi cái giá đó sẽ là cao với những cái người khác muốn mua, thì 400 triệu bây giờ tầm tiền rất là mua được nhiều thứ, nhưng mà đối với mình á thì mình chơi xe, mình mua xe nó là nguyên thủ, mình chơi tới giờ này mình coi nó giống như là một người bạn tri kỷ á, mình hứa cho nó rằng mình sẽ không bao giờ mình bán nó, mình chỉ độ lên cho nó đẹp, có thể mình sẽ không chạy, mình ít chạy, nhưng mình vẫn sẽ giữ nó. Bởi vì nên vì thế đối với chiếc xe này á, với mình nó vẫn là chiếc xe trị giá gần 1 tỷ, thì mình không có bán nó, mình bỏ tiền cho nó. Thì nhiều người sẽ nói mình sao mà mày bỏ nhiều tiền như vậy, ừ, mình chấp nhận cái đó là cái đam mê của mình sẵn sàng mình bỏ tiền như vậy, mình coi như cái đó là tiền ngu của mình đi, nhưng mà cái quan trọng được lại có nghĩa là mình thấy chiếc xe mình nó sạch sẽ đẹp đẽ, đi ra ngoài đường ai cũng ngắm nhìn nó và cứ nhìn thấy chiếc xe là người ta biết tới mình đó, đó là một cái mà cái dấu ấn của mình. Rồi bây giờ quay qua cái vấn đề kế tiếp, đó là vấn đề là mình bỏ tiền ra mình mua chiếc xe như vậy thì nó kiếm lại được cho mình bao nhiêu tiền. Thì nhiều người sẽ thắc mắc, ôi mua chiếc xe sao mà có thể kiếm tiền được. Thật sự là nếu mà một khi bạn đã muốn kiếm tiền thì bạn có cái gì trong tay bạn không thể kiếm được. Thì thời xưa của mình hay dùng xe này để mình chạy xe ôm công nghệ cao chẳng hạn đó, mình chạy những cái cuốc mà nó mắc tiền đó, tại hồi xưa xe nó hiếm, thì để mình kiếm thêm những cái xăng dầu cho nó, rồi mình đem cho thuê trưng bày hay là cho quảng cáo hay là đi chạy biểu diễn show các thứ cho nó. Thì thật sự mà nói ra với chiếc xe này của mình á, thì mình không biết các bạn mua xe bạn kiếm được nhiều tiền hay không, chứ với chiếc xe này của mình thì mình kiếm những cái dịch vụ đem lại cho mình á chắc cũng khoảng được tầm 200 triệu tới 300 triệu. Thì xem như là tới giờ phút này đi, với chiếc xe này đi, thì coi như là mình đã giảm bớt những cái số tiền, là mình chỉ có bỏ tiền mua ra khoảng 600-700 triệu mà mình có nguyên cái chiếc xe hoàn chỉnh, có full đồ chơi đẹp đẽ. Vậy theo các bạn thì bạn thấy có hợp lý không? Đó, theo mình thì mình thấy mình cũng hợp lý, mình cũng bằng lòng với nó, mình không có gì không bằng lòng cả. Thì đây sẽ là một cái trả lời, một cái sự lựa chọn cho các bạn, là khi mà nuôi một chiếc xe mô tô phân khối lớn mà bắt đầu mấy cái dòng xe mà từ 600 trở lên á, thì cái tiền nuôi dưỡng nó sẽ là bao nhiêu. Đó là chưa kể tới những cái tình huống nha, là bạn đâm đụng nặng chẳng hạn, như bạn đụng accident, bạn gãy phuộc, bạn hư đồ, cái đó thì dĩ nhiên những cái đó mình không thể nào tính vào cái quá trình mà gọi là mình sử dụng, mình hay gặp được, cái đó là tùy vào hên xui nữa. Với những cái trường hợp nặng như vậy á, thường thì mình cũng hay sửa cho khách. Thì những trường hợp mà đụng quá nặng thì tiền sửa của nó thay thế có thể bèo là khoảng từ 50 triệu, thậm chí có chiếc xe, những chiếc xe đời mới có thể lên tới 150 triệu, 200 triệu tiền sửa. Đó là chuyện bình thường với những chiếc xe đời mới, hoặc là với một pha accident quá mạnh. Đấy, vì thế muốn mà chạy xe mô tô thì thứ nhất phải có cái đầu lạnh, mình phải chạy kỹ càng đấy, để tránh những cái trường hợp rủi ro rất là nặng như thế xảy ra, vừa tốn tiền mà vừa dính vào pháp lý các thứ, mình cũng không mong muốn những cái chuyện đó đấy. Nhưng vì thế mọi người phải đào tạo rèn luyện cái kỹ năng chạy của mình để mà tránh những cái trường hợp đáng tiếc xảy ra khi mà mình sử dụng một xe mô tô. Thì dù gì cho đi nữa thì cuối cùng á thì con người tạo ra tiền, chứ tiền không mua lại được cái mạng của mình.
Vì thế chạy sao chạy miễn còn sống, còn giữ được cái mạng là chuẩn rồi. Đó là những cái điều tâm sự của mình về với chiếc xe Suzuki ZX 750 2008 sau 10 năm sử dụng, những cái chi phí cần có đấy, như thế thôi. Chào các bạn.